Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội là một công ty sản xuất sơn đầu ngành của Việt Nam, được thành lập từ ngày 1 tháng 9 năm 1970. Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, công ty đã nghiên cứu và sản xuất nhiều sản phẩm với thương hiệu Sơn Đại Bàng nổi tiếng Việt Nam. Tất cả những dòng sản phẩm của công ty đều là những sản phẩm cung cấp cho các công trình công nghiệp như cầu đường, máy móc, nhà máy xí nghiệp, sơn nội ngoại thất. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Nhật Bản theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001-2015. Quy trình sản xuất được giám sát chặt chẽ, kết hợp cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân giàu kinh nghiệm. Các sản phẩm do công ty sản xuất đều có những lợi thế đặc biệt so với các dòng sản phẩm cùng loại trên thị trường như độ bền cao, chống oxy hóa tốt, bền vững ở các điều kiện khắc nghiệt. Sơn Ankit là sản phẩm truyền thống của công ty từ những năm đầu tham gia thị trường sơn mực in, được tổng hợp từ nhựa Ankit cao cấp, nhựa tổng hợp, bột màu, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt. Sản phẩm liên tục được tặng huy chương vàng tại các hội chợ triển lãm hàng công nghiệp Việt Nam chất lượng cao. Sản phẩm sơn Ankit bao gồm các chủng loại thông dụng, đặc biệt cao cấp với đầy đủ các màu sắc theo yêu cầu. Sơn Epoxy dùng để sơn bảo vệ trang trí sắt thép, gỗ, bề mặt nhựa, xi măng trong môi trường ẩm ướt, công nghiệp hóa chất, giao thông vận tải biển và trong ngành công nghiệp nói chung. Màng sơn có những tính năng đặc biệt, bám dính tốt, độ cứng cao, chịu mài mòn, bền nước, bền hóa chất. Sơn epoxy trên kim loại và sơn epoxy trên nền bê tông được sử dụng thường xuyên trong các dự án lớn, các liên doanh nước ngoài ở Việt Nam vì thỏa mãn được các yêu cầu về màu sắc, tính năng, giá trị cao. Sơn cao cấp polyurethane hay còn gọi là sơn PU được chế tạo trên cơ sở nhựa polyol cộng hợp với disoxyanate, các loại bột màu cao cấp, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt. Sơn polyurethane SPU-P1, SPU-P1-UC và SPU-P1-TC dùng để trang trí và bảo vệ cho các loại ô tô, xe máy, máy móc, thiết bị quạt điện, đồ gỗ cao cấp có yêu cầu cao về mỹ thuật và chất lượng. Đối với các loại thiết bị nội, ngoại thất trong gia đình bằng chất liệu kim loại kẽm hoặc inox, độ sáng bóng và thẩm mỹ không được cao, thời tiết và môi trường tác động còn dễ bị ăn mòn và oxy hóa. Giải pháp hoàn hảo cho các thiết bị này chính là sử dụng sơn trên kẽm, inox để mang đến giá trị thẩm mỹ cao hơn cho các công trình. Sơn tĩnh điện Đại Bàng được chế tạo trên cơ sở tổ hợp các loại nhựa, bột màu và các phụ gia. Sơn được sản xuất bằng công nghệ đặc biệt tạo ra sản phẩm dạng bột khô mịn. Sơn bột Đại Bàng dùng để sơn trang trí, bảo vệ trên kim loại, sắt, thép, nhôm, cụ thể như đồ dùng nội thất, thiết bị máy tính, thiết bị văn phòng và một số chi tiết xe máy, ô tô, xe đạp điện, dụng cụ thể thao. Ngoài ra, công ty còn sản xuất những dòng sơn đặc biệt, chuyên dụng như sơn bền nhiệt, sơn cách nhiệt, sơn nội ngoại thất, sơn chống cháy, sơn chun, sơn vân búa, sơn vạch đường, sơn cao su clo hóa, sơn ACNC và rất nhiều sản phẩm khác. Tất cả các sản phẩm của công ty đều được đóng hộp cẩn thận, đảm bảo chất lượng đưa đến tận tay đại lý và chân công trình. Với thế mạnh công nghệ và dây chuyền sản xuất hiện đại, các sản phẩm sơn của công ty hiện đang có mặt ở khắp mọi miền, khắp các tỉnh thành trên cả nước, phục vụ nhiều đơn vị doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng cũng như nhiều công trình trọng điểm của đất nước. Và để tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, trong những năm qua, đơn vị đã liên tiếp hợp tác, chuyển giao công nghệ với những doanh nghiệp nước ngoài như PPG đến từ Mỹ, Kawakami và Mitsui đến từ Nhật cho ra đời những dòng sản phẩm chất lượng cao được các thương hiệu lớn như Honda, Yamaha tin tưởng. Không chỉ tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các giá trị tinh thần của doanh nghiệp cũng rất được chú trọng. Chính sự hài lòng của các nhân viên công ty đã góp phần tạo nên và định hình những giá trị văn hóa của doanh nghiệp. Cụ thể, công ty duy trì đội bóng để tham gia các giải đấu, tổ chức giải đấu nội bộ các phòng ban, các xưởng sản xuất trong công ty, tham gia các giải tennis do Hiệp hội Sơn Mực In tổ chức. Hơn nữa, công ty còn tích cực tham gia vào các sự kiện mang tính cộng đồng. Năm 2003, Sơn Đại Bàng là nhà tài trợ chính thức và duy nhất về sơn cho SEA Games 22 tại Việt Nam. Nhờ những nỗ lực không ngừng của các cán bộ công nhân viên, trong những năm qua, công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn. Năm 2012, thương hiệu Sơn Đại Bàng lần đầu tiên được vinh danh thương hiệu quốc gia,
là một trong 8 doanh nghiệp được vinh danh trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản. Không chỉ thế, tự hào 8 năm liên tiếp được công nhận thương hiệu quốc gia kể từ năm 2012. Chương trình được tổ chức 2 năm một lần do Bộ Công Thương chủ trì. Và để tiếp tục trên con đường hội nhập với tầm nhìn trở thành thương hiệu dẫn đầu ngành sơn trong nước, hướng tới chất lượng hàng đầu cả về sản phẩm lẫn dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thị trường và quá trình phát triển của đất nước, đội ngũ của Sơn Đại Bàng chúng tôi đã không ngừng nỗ lực mang lại cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao nhất, giá cả hợp lý nhất và không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng. Sơn Đại Bàng, đỉnh cao chất lượng.